Hi, Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Sáng nay thì Nhi về sớm, mình sẽ định là mình đến thăm nhà ông bà nội. Giờ mình mua một bao gạo đi, mình tới mình đưa cho ông bà nội. Bữa trước mình phát gạo cho mọi người, mình chưa có mua cho ông bà nội bao nào hết. Đi đây. Đứng đây. Chú lấy cho con bao gạo 10 kg. Gạo một bao màu xanh xanh đó chú. Dạ. Dạ. Nào. Còn gạo không nào? Nè, có mới mua. Ủa làm món gì vậy nào? Con đang quay video quá nào. Bún bún tôm phù Mỹ ha. Bún tôm phù Mỹ. Ngon ở trong ăn chứ. Bà nấu không em? Đây quay cho mọi người xem. Bún tôm mà con nghe. Dạ. Đậu già rồi cũng làm gì? Mình cho sức trợ bà nấu ăn người ngon đâu. Sao vậy? Để kia nó quá tay. Ông nội nấu hay bà nội nấu vậy? Bà nấu chứ bà nấu. Ông nội nấu ấy cha đúng dân phù Mỹ nấu rồi. Chứ bà nội phải dân phù Mỹ đâu. Ông nội sao gốc phù Mỹ vậy? Em cũng vậy. Suốt 40 75 năm. Chú cha cái cấu gì mà nặng trịch rồi. Vô cái cấu đó. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái nhà của ông bà nội mình đang ở, hai vợ chồng già ở thôi. Mới bước vô nhà là thấy mấy két bia rồi nè. Cái này là không phải là mua để trữ uống luôn nha mọi người. Cái này là ông bà nội mình bán á, bia Quy Nhơn. Chỉ có bán ở tại Quy Nhơn thôi. Đó. Xong có bán bánh tráng nữa nè. Đây đây đây, bánh tráng đây. Bánh tráng phù Mỹ. Ai ở Bình Định thì mới biết là cái bánh tráng phù Mỹ thôi, còn ở những chỗ khác thì có thể là người ta nghe người ta không có biết đâu. Đây bánh tráng phù Mỹ nha. Nào, quay ra đây sáng cho mọi người xem. Là cái bánh tráng nó không có láng đâu mà nó hộp hộp như thế này nè, mà mình nhúng á mình để lâu nó không bị dính lại với nhau mà ăn nó giòn giòn rất là ngon luôn. Đặc sản bánh tráng phù Mỹ. Ủa cái này là một làng bao nhiêu cái nào? 25. 25 cái là nhiêu tiền? 25.000. 25.000 một làng hả? 20 cái 25.000 hả? À, để một ràng này là 25 cái là cả 20.000 thôi à. Rẻ mà. Còn ở đây là gì? Mì. Bán mì tôm nữa ha. Hay là để ăn? Đây, nhà nậu mình còn giữ cái bàn cổ này nè. Bàn này lâu rồi không nậu. Cái bàn mà có hai cái cánh cửa gạt lên gạt xuống này nè mọi người. Giờ ít nhà nào mà còn giữ được cái bàn này lắm á. Rồi, đúng rồi cái phản này. Phản này chắc cũng 20-30 năm rồi không nậu. 30-40 năm mà mờ nó còn máu ghê ta. Cái phản vừa để ngủ, vừa để ngồi ăn luôn cũng được. Phản này làm gì cũng được hết trơn. Xong còn cái tivi nữa, cái tivi này cũng cổ rồi nè. Đây, tivi cũng cổ rồi. Giờ nhà nào mà còn coi tivi này nữa đâu, toàn là coi màn hình thẳng thôi. Chứ tivi này rồi còn cái đài cassette nữa chứ.
Trời ơi, của Felix luôn. Cái đây còn xài được không nào? Còn nghe được hả? Yeah. Ủa giờ làm gì thế nào? Nấu vừa đang nấu con. Băm hành tỏi hả? Ừ, giá phi hành tỏi cho nó con. Giờ bắt nồi nước sâu lên. Ừ. Xong rồi thả tôm vô là xong hả? Ừ, xong rồi giới thiệu với mọi người, đây là tôm á. Tôm mình lột ra xong mình giã nát cùng với hành tỏi với một ít gia vị. Và tí nữa mình bắt nước sôi rồi mình bỏ tôm vô mình quậy là xong. Nóng nó nhanh lắm. Chờ một xíu nữa là mình sẽ được ăn món bún tôm kiểu Bình Định. Đây. Giờ nước sôi rồi, giờ mình bỏ tôm vô không nào? Vô bưng bún vô ăn hay sao con? Dạ. Ở đây. Đâu để đem xuống dưới đá chứ, đem lên đá chứ. Mình bỏ vô rồi mình quậy là xong. Ở trong tôm này cũng có nêm nếm gia vị với là hành tỏi rồi. Đây là món ăn tuổi thơ, lúc mà mình về quê ở Phù Mỹ á là sáng nào cũng ra chợ ăn cái món này hết trơn á. Nhớ có 1.500 tô à. Giờ lên nhiêu tô không biết nữa. Giờ lên 10.000 rồi hả? À, không có bánh tráng chắc 5.000 quá. Giờ nước sôi nè, bây giờ mình có thể bắt xuống mình ăn. Giờ mình nếm thử một xíu thử. Trời ơi, nó ngọt dễ sợ luôn. Tắt bếp nè. Bưng lên là ăn thôi. Đây. Trời ơi, tôm quá chừng tôm luôn. Nó nổi lĩnh bỉnh luôn. Để đây. Đó. Bây giờ mình làm giống. Đây, bây giờ đâu con múc cho. Bây giờ tôm nó thành đó. Đây mọi người. Nhiều vô cái tô bún, tô nước, nước lèo, cái nồi nước lèo chứ. Ngon. Tô của ông nậu đây hả? Đây bún tráng. Chan nước vô. Để máy cho em con. Máy chừng tôm luôn. Cơm chi vậy? Chắc lượng. Thôi đây của nậu nè. Chờ chút nha nậu. À, bún tôm này phải có cái ớt, ớt bột bỏ xíu. Ớt cái rồi em ạ. Rồi qua bên đây Ngọc Trang thấy ba ngần luôn nè. Ông nội xích vô đây, bà nội xích vô đây. Nhi xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn sáng với Nhi với ông bà nội Nhi nha. Món bún rạ, bún tôm chứ nhầm. Bún tôm Phù Mỹ. Mấy cô ăn sáng. Mấy cô ăn sáng. Đây đặc biệt là cái khi mà mình đi ăn món bún tôm nha, hoặc là bún quậy gì đó, thì nó sẽ có cái một cái phần muối như thế này để mình thêm vào. Tại vì cái nước lèo của nó là nó không có được nêm nếm đậm vị đâu, nên lúc nào cũng sẽ có cái phần muối như thế này. Ừ. Ăn cái nào. Ngọt ghê, nhiều tôm mà. Tôm đây là ở đâu thế nào? Rồi mua hồi sáng hả? Mua hồi sáng, món sáng đây. Vừa lột đi. Hay gì nó ngọt, tôm tươi nó ngọt. Theo mình được biết là cái món bún tôm này nè, bún tôm
Phù Mỹ, Bình Định là cái cha đẻ của cái món bún quậy ở Phú Quốc đó nha mọi người. Nghĩa là ngày xưa là người dân ở miền Trung mình, Bình Định mình đi vào Phú Quốc á thì mang theo cái món này theo, xong rồi cũng có biến tấu một chút, thêm cái này thêm cái kia để thành cái món bún quậy. Nhưng mà nguồn gốc của nó là từ cái món này ra nè. Mà đúng bài bản của nó là mình phải ăn chung với bún tươi đúng không nào? Đúng rồi. Bún mà mình ta ép tại chỗ á. Bún nó có cái nước cho gạo, nó đục. Đúng rồi, nước nó đục đục á. Nước đục á, đổ vô. Nó đang nóng nữa. Nóng. Mỗi lần mình thấy ở dưới quê mình ăn là có cái máy ép ép bún, xong rồi bỏ cái cục bột vô rồi đè cái cán xuống là bún nó chảy ra. Nó dần bún. Thì nước bún đó nó thành cái chất gạo ngọt lắm, ăn bố. Đâu có. Ủa, ở nhà là nậu hai ông nội với bà nậu là bán bia dưới lại bán bánh tráng dưới bán rượu hay nào? Ừ. Rượu này là bán cho mấy người mà đi biển đồ, người ta mua để người ta cúng, người ta đứa gì xả lên lưới á. Vì tôm thì ai nó có chứa, có tiền nó mua nhiều cũng có thì bà nậu bán gói hai gói, bà gói gì ăn khác đó. Ừ. Mà mua ít thùng gì mà nậu bát, cái gói chặn nậu rồi chặn ăn. Ừ. Ừ. Hôm bữa con nghe cô Trúc nói là bữa nhà con đi phát gạo, mượn nhà nậu phát gạo xong rồi. Xong rồi bà nội mình sợ là không có ai, người ta thấy nhà mình phát gạo mà người ta tưởng đâu mình giàu, xong rồi không ai cho phiếu gạo cho bà nội nữa, bà nội sợ mất phiếu gạo. Dạ, bà nội già đâu, bà sợ nội nấu giúp đỡ, bà nội không có, thành bà nội nói vậy chứ bây giờ con cháu nó làm ăn được, nó cho bà nội thì cũng được đâu, cùng cái phần đó nó có cho bà nội cho lại người ta, có người ngồi ta khổ hơn mình nữa. Vậy thôi chứ gì đâu. Chứ sợ bà nội nói là sợ sợ người ta thấy nhà mình giàu người ta không cho gạo nữa, hai vợ chồng cũng có gạo, bao gạo cũng đỡ được phần nào mọi người. Nhưng mà thôi kệ đi, mình nhận thì mai mốt mình cũng phải trả chứ. Bây giờ là bây giờ mình con cháu nó trả giùm cho ông bà nội nè. Có sao đâu. Bây giờ con cháu nó có làm ăn được thì nó giúp đỡ thì nó cũng cho bà nội, ông nội giúp gạo hay giúp gạo bà nội ăn. Vậy cũng cảm ơn cháu đây. Bún này là người ta ăn tại chỗ, ăn tại quán chứ ai mà mua bún này đem về đâu. Dèo mùi lắm. Phải ăn nóng tại chỗ chứ. Gì vậy ta? Nhà ai mở nhà vậy ta? Nhà Miêu. Bánh hả? Tôi mua ớt đặc biệt của nó. Ừ. Là ngon lắm. Cái dịu. Phải nói là rất là lâu rồi mình mới ăn lại tô bún tôm như thế này. Giờ hôm nay con đi lâu rồi. Ừ. Đi năm nay rồi. Bây giờ con mới về lại Quy Nhơn mà. Ông nội tính đi lâu mà cũng nhớ lâu lâu một tuần lễ dài tôi cũng ăn bún tôm. Ăn nó ghiền. Mà nó có chất lượng. Đúng rồi. Mà nó đơn giản. Nó cũng dễ nấu nữa. Dễ nấu hả? Đơn giản. Giờ Nhi với lại ông bà nội đã ăn xong rồi, Nhi xin kết thúc video ở đây nha. Tại nhà hàng xóm mở nhạc đó, nên là mình cũng không quay được nữa. Thì rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video của Nhi nha. Xin chúc cho mọi người có một ngày thật là nhiều sức khỏe. Xin để lại cho Nhi một cái like nè, một cái đăng ký kênh nha. Xin chào mọi người, bye bye. Ông nội, bye bye.